Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai cái bộ nguồn thủy lực đa năng. Nói đa năng ở đây là bởi vì nó sử dụng cái đầu buly, các bạn có thể dẫn động vào nó bằng các loại động cơ điện, động cơ lổ hay là động cơ điện lưới đều được hết, miễn sao đủ sức kéo là được. Buly ở đây thì sử dụng bản đai B, bản lớn các bạn nhé. Đường kính buly là 12 cm. Đấy, các cái kích thước tổng thể của nó thì bao gồm chiều cao là 30, chiều dài là 27, chiều rộng là 20. Thì ở đây mình có hai phiên bản, đấy là phiên bản một chiều. Thì cái bộ nguồn này là nguồn một chiều này, có nghĩa là chỉ có một cửa ra thôi. Các bạn chỉ có đẩy lên với ứng dụng như là những cái dòng tự thu về, giống như kiểu là đẩy thùng hàng, đẩy xe ben hoặc là đẩy cầu thang lưng, bàn lưng xe máy, thì các bạn có thể dùng bộ một chiều này. Chiều lên và chiều xuống thì tự tải trọng của vật nặng nó sẽ đè hồi xuống. Còn đối với cái bộ nguồn hai chiều như thế này thì các bạn sử dụng cây ben hai chiều như vậy, đây một chiều và hai chiều. Đấy, hiện tại thì bên em có các cái dòng cây ben có chiều dài là 200, 300, 400 và 500. Các bạn cần loại nào thì liên hệ lại. Đấy, thì tải trọng đẩy lên lưng lên được ấy, thì đối với cây ben là 3 tấn, còn lực đẩy của các bạn có đủ lưng được 3 tấn hay không thì cái đấy nó phụ thuộc vào thiết bị đầu vào. Đấy, và có một cái công thức tính áp lực tải trọng cho cây ben thì mình sẽ gửi cho các bạn vào một cái bảng thông số cuối video. Nó phụ thuộc vào áp lực bơm và đường kính xi lanh. Đấy, hai cái đó sẽ quyết định cái sức lưng của cái cây ben. Đấy, các bạn nghe rõ nhé. Thứ nhất là sử dụng phụ thuộc vào cái áp lực bơm. Đấy, áp lực bao nhiêu atmosphere và đường kính cái lòng xi lanh này. Đấy, cái lõi này này là đường kính bao nhiêu. Đường kính càng lớn thì tải trọng càng cao, áp lực càng lớn thì tải trọng càng cao. Đấy. Và thường thường ấy thì cái lực đẩy của một cái cây xi lanh hai chiều thì lực đẩy bao giờ cũng lớn hơn lực thu về. Đấy là do kết cấu cùng một áp suất thì lực thu về, thu cái cây này hồi về bao giờ cũng nhỏ hơn, và lực đẩy ra thì bao giờ cũng lớn hơn. Thường là như thế. Cái đấy là có thể thay đổi. Thì cái hai bộ nguồn này thì nó chỉ khác nhau ở cái là bộ nguồn hai chiều thì nó có hai cổng ra, còn bộ nguồn một chiều thì nó có một cổng ra. Trên cái bộ nguồn này thì nó có tích hợp cái van, đây là van này, van mở và xả. Đấy, còn bên này là van lên và xuống, thu ra thu vào. Đấy, tất nhiên là khi ở vị trí trung gian thì nguồn bơm sẽ không có nguồn đẩy áp. Khi không tác động van, khi không tác động cái van này thì sẽ không có áp lực lên đường ống. Đấy, các bạn nghe rõ nhé. Và nó cũng không có dầu tự thu hồi về được. Các bạn muốn thu hồi về thì các bạn phải có tác động lên cái van, lên cái van của bộ nguồn này. Đấy, đấy là các cái thông số để cho các bạn có ý định mua thiết kế thì xin lưu ý vấn đề đó. Giá cả hai cái bộ nguồn bơm này thì các bạn vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983818955, hoặc các bạn comment phía dưới video, bên mình sẽ báo giá cụ thể. Đối với cái cây ben này cũng thế, các bạn cần loại chiều dài bao nhiêu, đường kính bao nhiêu thì nó sẽ có giá của nó theo từng loại một. Video của mình thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem video của mình. Các bạn xem video thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để ngay khi có những cái video mới ra thì các bạn sẽ nhận được thông báo luôn. Đấy. Đây, cái bộ hai chiều thì nó có hai cái đường ra đây. Còn cái bộ một chiều thì nó có một đường ra ở phía dưới này. Đấy. Thì các bạn mua thì xin lưu ý. Nếu như các bạn cần mua thêm ốc dầu, dây dầu và cây ben thì các bạn lưu ý thêm. Còn mặc định các bạn mua bộ nguồn không như vậy, mình sẽ chỉ bán bộ nguồn này và một cái bộ cần này thôi, không kèm cái gì nữa. Đấy. Còn nếu các bạn muốn mua thêm con ốc dầu, cái dây dầu và cây ben thì các bạn lưu ý thêm. Các bạn lưu ý là những cái ốc dầu này và cái dây dầu và cây ben của các bạn phải đo cái thân ốc, nó có nhiều loại lắm. Có loại ốc 18, có loại ốc 20, có loại ốc 16. Đấy, và những cái lông đen ấy, những cái thứ đó rất là khó kiếm. Và rất là cần thiết, nên khi các bạn đặt hàng thì các bạn phải lưu ý, thì bên mình sẽ bán thêm. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn nhiều.